Tiếng con bé nhỉ. Gonzaga basketball starts right now. Này là trận đấu trên sân nhà của các cầu thủ Gonzaga Bulldogs. McCarthy Athletic Center. Santa Clara Broncos đang có thành tích record là 13-3. Còn với Gonzaga là 14-2. In West Coast Conference play. Welcome courtside. Great to see everyone again. Greg Heister and Michelle Clark. This is an early season measuring stick, isn't it? Yes, it absolutely is. Two very good teams. I mean, on paper, we đội này cũng mạnh. Đội này mạnh đấy. Không không đùa đâu. Đội này đang có record là 13-3 nha. Còn tại Conference đang là 1-0. Cũng giống như Gonzaga vậy. For my money, she's the best shooter in the entire country, and man, is it poetic. When it leaves her fingertips, Brenna Maxwell, when the ball goes in, she's as good as there is. She absolutely is. She's the most unselfish. Hôm nay là về sân nhà mặc áo trắng nha. She's coming off that win from Portland, scoring 21 points, 3 of 4 from the on the arc, 7 of 11. Hôm nay về đánh sân nhà và sẽ mặc áo trắng. She's shooting 97% from the free throw stripe. What more can you ask for from such a star player, Brenna Maxwell? Tiếc quá, bây giờ em phải bỏ học à. Chán nhỉ. Thì mình cứ để máy dưới cầm bàn được. Ngày xưa hồi anh còn đi học anh toàn thế. Toàn xem NBA xong giờ. Đây là Tess Hill. Đang có trung bình 18.3 điểm, 46% field goal và 41.7% tỷ lệ ném 3 điểm. Back to back WCC Player of the Week. Phùi kinh nha. Ấn tượng nha. And who knows, on the road, this Bronco team can shoot the three as well. Interesting matchup. Đi làm là vẫn coi. Được. In a moment with starting lineups in the tip Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu này. Đây là starting lineup của Gonzaga thì vẫn vậy thôi. Còn bên phía đối phương đó là Ashley Hikari, Tess Hill, Lara Emanson, Keoli Frawley và Olivia Pollard. Santa Clara for Gonzaga, you know him well. Kaylee and Kaylin, Brenna Maxwell, Eliza. Lỗi anh em nha. Hello mọi người nha. And there is Yvonne Egypt. Let's go to AJ Howell, who's going to help us set up the game tonight. Hi, AJ. Hey, Greg, you said it, this starting lineup, they are Lucy. We've seen a lot of them. I talked to head coach Lisa Fournier about what it means to have five starters that are all averaging in double digits. In a game, and she said, you know, I'm proud of that, but I'm even more proud of the other ways that this team has grown. Defense, rebounding, all those things that they'll need to do tonight while maintaining their dynamic offense. Hôm nay Thảo My và Thảo Vy đều có cái băng màu trắng ở trên đầu. Đặc điểm nhận dạng dễ nhất đó sẽ là nhìn vào phần cổ chân. Không, không phải ốm đâu mà đang bị khan tiếng một tí thôi. Bây giờ là tip off. Và bóng sẽ dành cho Gonzaga với phần thắng dành cho E-Dream. Hello hello mọi người, chúng ta điểm danh số 25 như mọi khi để điểm danh trận đấu này nha. Để khởi đầu trận đấu. Trận đấu giữa Gonzaga và các cầu thủ bên phía Santa Clara vừa có một quả ném 3 khởi đầu dành cho trận đấu này. Đó lại là Brenna Maxwell. Về sân nhà và sự tự tin lại được tiếp thêm dành cho các cầu thủ Gonzaga. Suýt nữa có một pha cướp bóng đến từ Thảo Vy. Đột vào trong. Pha layup chưa có điểm được ghi. Đội bạn mặc áo đen nên là tôi không nhìn được số áo luôn đấy. Maxwell. Thảo My đang cầm bóng. Hôm nay ngoài việc hy vọng Gonzaga tiếp tục có thắng lợi thì cũng xem là Thảo My và Thảo Vy có tìm lại được tay ném hay không. Chống trải. Bump fake. Chuyền ra. Thảo My cắt đến shoot 3. Chưa có điểm được ghi nhưng có rebound dành cho E-Dream. Maxwell một cú ném 3 nữa cũng chưa được. Hikari. À nhầm, đây là Hiraki. Có screen. Được truyền xuống đáy. Rất hay và có 2 điểm được ghi dành cho các cầu thủ Santa Clara. Thảo My. Một tiếng chuyền bóng hơi khó của Thảo My.
dành cho Thảo Vy và tình huống để mất bóng của Gonzaga. Cơ hội lên điểm dành cho các cầu thủ bên phía Santa Clara. Cái đội này mặc áo đen, tôi không nhìn thấy số áo đâu luôn ạ. Khó thật. Emerson. Đây là Tess Hill. Đường truyền ra ngoài hơi khó. Ừ. Cái gì ấy? Không có điểm được ghi dành cho các thủ đội khách. Khoảng trống ném 3 điểm thành công. Một dáng ném nhìn nó khá là oằn oại nhưng mà nó lại có hiệu quả cao. Thảo Vy 5-3 dành cho Santa Clara. Chạy backdoor rất hay và đường kiến tạo của Ejim dành cho Eliza. Little bread and butter there for Gonzaga. But that's the versatility on display yes. early for the Zags Binks. Yes. Kind of a staple of this Nam đều. Over the years. Yeah. And then it's nice when you have a complementary outside shooters too who can pull the Đây là Hiraki. Hiraki và Ejim. Một cái matchup có lẽ là cũng khá căng ngày hôm nay đây. Đột phá vào phía trong. Lấy up khó. Không có điểm được ghi vào rebound dành cho Eliza. Đường chuyền nhanh lên phía trên. Thảo Vy chậm lại, đưa bóng cho Eliza. Maxwell tiếp tục là Thảo Vy, đường chuyền vào đáy. Vừa rồi là một tiếng đẹp tốt đến từ cao thủ Santa Clara. Trận đấu hứa hẹn là sẽ không quá đơn giản dành cho Gonzaga khi đối thủ cũng là một đối đang có thành tích tốt. Quả ném 3 ngay, không có 3 điểm được ghi. Và rebound tốt từ Maxwell. Bóng quay trở lại với Thảo Vy. Ejim có khoảng trống cadence số 3. 3 điểm tính dành cho tiếng ra tay thứ hai của Thảo Mì. Một tiếng cadence số rất mượt đến từ Trương Thảo Mì để có quả ném 3 thành công đầu tiên ở trận đấu này. 8-5. Đường truyền là của Maxwell. Đẹp rất nhiệt nhưng hở ra khoảng trống ở ngoài vạch 3. Đối phương cũng đáp 3 và có một tình huống đáp trả rất nhanh. 8 đều. Tốc độ trận đấu đang được đẩy lên cao. Eliza. Thảo Mì. Hình như là Thảo Mì cũng đang tiến gần tới kỷ lục 1.000 điểm trong sự nghiệp của mình thì phải. Thảo Mì còn cách mấy điểm nữa nhỉ? 3 điểm nữa đúng không? Hình như là còn cách một quả 3 nữa là được 1.000 điểm. Nếu như mình nhớ không nhầm, 3 hay là 4 điểm gì đấy. Sẽ là bóng biên dành cho Gonzaga. Thảo Mì là người in vào. Hai bên được tung vào sân. Tiếp tục là Mì. Thảo Mì đột phá vào trong. Step back, ném 3 khó. Chưa có 3 điểm được ghi. Rebound không dành cho cao thủ Gonzaga. Bây giờ là tấn công dành cho bên phía Santa Clara. Spin move. Được truyền ra rất trống trải. Quả ném 3 điểm thiếu lực rồi. Và có rebound dành cho Hyben. Thảo Mì cầm bóng lên. Mì hôm nay đang được giao nhiệm vụ cầm bóng chính dành cho Gonzaga. Calistoc đã được vào sân rồi. Hyben đột vào phía trong. Một cú ném mid range. Và có 2 điểm được ghi dành cho Calistoc. That's a great way by Stokes to break down the defense. A little shot fake, dribble drive. Mi đủ 1.000 điểm rồi ấy. Thế là đủ chưa? Đủ chưa hay là thiếu 3 điểm nữa? Hôm trước mình nhớ là thiếu 4 hay là 6 điểm ấy. Tess Hill. Tess Hill là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía Santa Clara. Được truyền vào trong. Ejim phòng ngự hay và có một tiếng block. Vượt qua được Ejim trong paint vẫn đang là một điều cực kỳ khó khăn. Đủ rồi à? Vượt qua từ Maxwell nhưng sau đó thì để mất bóng rồi.
Một trận đấu vẫn đang tương đối là giằng co khi mà hàng thủ của Santa Clara được đánh giá là rất cao. Và theo thống kê thì họ đang là đội bóng có phòng ngự tốt nhất ở khu vực. Và xếp theo toàn bộ thì là đội bóng đứng thứ 30 về thành tích này. Ejim đột phá vào trong, pha lay up rất nhẹ nhàng mà có 2 điểm. Tính trên bình diện toàn quốc thì là đội bóng đứng thứ 30 về khả năng phòng ngự. Đội bóng này chỉ đang cho đối thủ ghi trung bình 55,1 điểm mỗi trận mà thôi. Nhưng hôm nay đối thủ của họ là Gonzaga chứ không phải là những đội bóng khác. Brina Maska chuyền bóng lên nhưng nó là hơi mạnh dành cho Calisto. Tình huống rất nỗ lực, chạy lên luôn cả khán đài. Vẫn còn 3 điểm đúng không? Được rồi. Đây là key to game của Gonzaga. Defensive assignment và rebound. Heal and Poland combined for 50 points in their last game. Heal, we've seen her getting into the key there. She hasn't been able to knock anything down, but then she opens up the floor for those other teammates and those outside shots. So understanding those defensive assignments, knowing where those shooters are, not allowing them to get going, and then rebounds. Santa Clara has a plus. Đủ rồi, nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ tạm thời coi như là chưa đủ đi. Để tí nữa có quả ba nữa của Thảo My hô cho nó hưng phấn. Nói chung là mình cứ coi như là My chưa được đi. Để tí nữa có quả ba nữa mình hô cho nó hưng phấn nhé. Chốt là như vậy nhé. Được rồi hay là chưa thì cũng coi như là chưa nhé. Coaches know I, the turnover is one of those things that it will drive 100% of the coaches crazy. Yep. In this profession. Yep. You turn the ball over, you're probably going to end up on the bench. But with the Zag team, these players are so, like Brenna Maxwell has two, Kaylee Trong has two. Rồi, quay lại với hiệp thứ nhất nào. Tỷ số đang là khoảng cách 2 điểm, 4 điểm dành cho Gonzaga, 12-8. Quy 1 còn 3 phút. Đường chuyền xuống đáy, vừa có một tiếng bị ngã của Thảo My. Ui, hơi chuếnh, nhưng không sao. Cướp được bóng rồi. Thảo My là người cầm bóng lên. Quyết định đột phá vào trong. Một pha xử lý cực kỳ mạnh mẽ nhưng chưa có điểm tự ghi. Một pha chủ động contact với 3 cầu thủ phòng ngự bên phía Santa Clara. Cú ném 3 ngay, không thành công. Rebound dành cho Gonzaga. Là nhiệm vụ rebound đang được hoàn thành tốt cho đến lúc này đến từ đội bóng chủ nhà. Hai bên. Calisto. Đường chuyền dành cho Thảo Vy. Vẫn là Vy thoát đi. Đường chuyền cho hai bên. Xin bóng từ Eliza nhưng chưa có khoảng trống. Calisto wide open 3. Còn ném 3 chưa tốt. Hai phút cuối, khoảng cách vẫn đang là 4 điểm thôi, chưa phải là một con số an toàn. Đội bạn này khó đọc tên thế. Đây là Hiraki. Đột phá từ Hiraki rất nhanh và có 2 điểm được ghi. 10-12. 1 phút 40 giây. Tiếp tục là Thảo My là người cầm bóng. Vẫn là My. Đường truyền ra cho Calisto. Thảo My đột phá vào trong. Pull up ném mid range. Và 2 điểm được ghi dành cho Thảo My. 2 điểm đầu tiên được ghi. Một pha pull up rất tự tin. Vừa có lỗi phòng ngự của Calisto. Và vừa rồi hình như mới là lỗi đồng đội đầu tiên ở trận đấu này thôi. Hai đội phạm lỗi tương đối ít. Thảo My sẽ tạm thời ra nghỉ để nhường chỗ cho Ezolito. Hôm nay thì Ezolito thi đấu với một cái mặt nạ. Không biết là bị chấn thương ở vùng mặt hôm nào.
Hôm nay thằng phải đeo có cái mặt nạ bảo vệ. That's Hill. Có screen. Gonzaga ít nhất là họ vẫn đang đép rất tốt và kiểm soát được vòng ngoài và khiến cho Santa Clara buộc phải đánh vào trong. Và đánh vào trong thì cũng không hề đơn giản dành cho đội bóng khách một chút nào cả. Eliza. Hai bên. Tiếp tục là Thảo Vy. Thảo Vy bị hai người kèm. Đưa bóng cho Eliza. Esolito. Luân bóng đang rất tốt. Có khoảng trống. Quả ném 3 ngay. Chưa có 3 điểm được ghi dành cho Thảo Vy. Một cú ném vội khi mà có vẻ shot clock cũng gần hết. 30 giây. Tessio tiến vào trong. Đường truyền ra ngoài. Ném 3. Không có 3 điểm được ghi. Vào rebound từ Esolito. 21 giây cuối. Cầm bóng tấn công nốt nào. Người đang cầm bóng là Thảo Vy. Đang điều tiết tốc độ ở tình huống bóng này. Tình huống bóng cuối cùng của hiệp 1. Dựng screen từ hai bên. Đường truyền hơi nhẹ và bị cắt mất rồi. 3 giây. 2, 1, quả ném 3 ngay. Và vẫn kịp có 3 điểm đến từ các cầu thủ Santa Clara. Một pha xử lý rất hay. Đó là điểm số của Hawkins. Một quả ném 3 buzzer beater đến từ Myra Hawkins. Giải này là WCC, còn nói chung là NCAA. Just great patience there by Hutchins. She must have taken a glance at that clock. She knew exactly how much time she had. 5 giờ nhưng mà sáng chủ nhật mà trận đấy thì chắc là mình không làm nhé. Trận đấy mình đưa lại cho bác cây. Vì buổi sáng hôm đấy mình bận làm bọn Warrior. Quay lại với hiệp đấu thứ hai. Defensively, they're doing a really good job. Gonzaga's gonna have to make some adjustments in this second quarter. Có screen. Đột phá vào trong của Tess Hill. Một pha layup rất dẻo. Xử lý trong paint cực kỳ mượt luôn. Bây giờ thì các cầu thủ bên phía Santa Clara đã vượt lên rồi. Dẫn trước một điểm. Thảo Vy. Đưa bóng cho E-Dream. Một đường truyền ra rất trống trải. Esolito tiến vào trong và đường truyền tốt dành cho Eliza. Và Bomo mượn hay. Cho hiện cái bảng tỷ số cái nhà đài ơi. Đột phá vào trong, đường truyền ra góc không độ. Vẫn là Tessio. Luôn bóng tốt, ném 3 điểm, bóng trắng ra ngoài. Có rebound từ Esolito. Nhà đài cho xin cái bảng tỷ số cái. Tiếp tục cầm bóng là Thảo Vy. E-Dream. Chuyền ra ngoài. Esolito chống trải không dám ném. Đó là đường chuyền quá mạnh vào trong của Eliza. Bình tĩnh ở tình huống vừa rồi là hợp lý rồi. Nhưng đường chuyền thì nó lại quá mạnh. 16-15. Một điểm dẫn trước cho Gonzaga thôi. Rất ít không đáng kể. Vừa rồi là một tình huống để mất bóng đến từ các cầu thủ Santa Clara. Và sẽ là một tình huống bóng luân phiên. Bóng được trả lại cho Gonzaga. Turnover đến từ đội khách. Vãi, không lốp lên đăng á. Bóng rổ nữ làm sao mà đăng được bác. Mà còn lại bóng rổ đại học nữa. Thảo Vy. Đường truyền cho EG vào trong paint. Xử lý khá linh hoạt. Cú ném thì hơi thiếu lực. Nhưng chính xác hơn đó là một tiếng bị phạm lỗi. Sẽ có hai quả phạt dành cho EG. Esolito theo kinh nghiệm xem từ đầu giải đến giờ thì có vẻ là hơi tay hơi yếu. Nên là không có dám ném nhiều. Một pha thành công từ E-Gym. Hai pha chính xác. Nếu có cách thành con số 3 dành cho Gonzaga.
That's Hill. Here's Hill, picked up her dribble. Brenna Maxwell back on the floor for Gonzaga. Hôm nay Santa Clara cũng đang là đội bóng có khả năng luân bóng cực kỳ hay, đường truyền rất tốt và có hai điểm được ghi dành cho các cầu thủ bên phía Santa Clara. Những pha luân bóng vào trong paint và kiến tạo cực kỳ ấn tượng. Lại là Tess Hill. Thảo Vy ném 3 ngay. 3 điểm tính dành cho tình huống xử lý tự tin của Thảo Vy. Và vẫn là một cái hôn gió quen thuộc. Side step và có một cú pull up ném 3 trước mặt đối phương, rất tự tin. 21-17. Tess Hill. Một cú ném ngay nhưng hình như đó là một đường truyền thì đúng hơn. Truyền ra biên rồi. Có một điều gọi time out chăng? À không, thay người. Free Salabian được tung vào sân. Cùng với đó là Thảo Vy, à Thảo My cũng quay trở lại. Phải bật bóng chưa tốt lắm của Thảo My nhưng vẫn giữ được. E-Gym. Tiếp tục là E-Gym. Đột phá vào trong. Hơi rơi bóng nhưng vẫn là một pha xử lý cực kỳ tốt đến từ E-Gym. Rất mạnh mẽ và tự tin. 23-17. 6 phút 40 giây còn lại của hiệp đấu thứ 2. 6 điểm cách biệt. Tiến vào paint và một tình huống layup airball. Thủ đang cực giác đến từ Gonzaga. Đường chuyền nhanh nhưng mà E-Gym lại tay hơi trơn mất rồi. Tiếng chuyền bóng hay của Thảo My. Ý đồ chuyền bóng là tốt nhưng đường chuyền có vẻ hơi mạnh và E-Gym cũng hơi mất tập trung. Tiếp tục là pha ủi vào paint đến từ Santa Clara và họ có một lần nữa ghi điểm trong khu vực bảng rổ của Gonzaga. 19-23. Hyman nhận bóng trong tư thế không trúng chảy lắm. Tiếp tục là Thảo My, được truyền vào trong, kích ra ngoài. Hyman cut and shoot 3. Không có 3 điểm được ghi rồi nhưng rebound thuộc về E-Gym. Quá khỏe. Một tình huống box rào hay đến từ E-Gym. Box rào khiến đối phương bay người luôn. 25-19. Frawley. Đây là Tess Hill. Tess Hill vẫn chưa có số phút nào được nghỉ ngơi cả. Frawley tiến vào trong. Nhưng vẫn là ôi, có đấy tưởng vào rồi. Một cách nào đó thì cầu thủ bên phía Santa Clara vẫn lay up airball ở quả vừa rồi. Và shot clock violation. Tưởng có đấy vào rồi chứ. Thì quái nào cầu thủ mang số 2 lại lay up airball. Đó là Frawley. Hyman. Đây là Thảo Vy. My nhận bóng, tiến vào paint, pull up mid range. 2 điểm tính dành cho Thảo My. Điểm số thứ 5. Theo như cái ấy của bọn mình thì của chúng ta thì Thảo My vẫn còn thiếu một điểm nữa. Thiếu một điểm nữa để có cán mốc 1000 điểm. Còn ném 3 không thành công rồi. 27-19, đường truyền nhanh. Đây là Bree, phối hợp rất tốt và Hyman lên điểm dành cho Gonzaga. Khoảng cách 10 điểm. Có khoảng trống ở ngoài vạch 3, chưa ném một cú floater. Bóng lại hỏng rồi, vào rebound của Bree Salabian. Thảo Vy. My nhận bóng. Bree ném 3 ngay. 3 điểm được ghi dành cho Bree Salabian. Time out. Chắc chắn là phải time out đến từ Santa Clara khi mà Gonzaga đang hot hand rồi. 32-19 và khoảng cách bây giờ là 13 điểm.
everybody coming off of that. Khoảng cách bây giờ đã là 13 điểm rồi. Một kiến tạo dành cho Thảo My. Hình như là độ nhảy của Gonzaga cũng xinh nhờ. Oregon and Arizona State. Of course, Gonzaga's only loss is a tough one in overtime down in Pullman against Washington State, who was ranked in the top 25 at the time. And then their only other loss against number 20 Louisville. Rồi, chúng ta quay lại với hiệp thi đấu thứ hai. Khoảng cách đang là 13 điểm đến cho Gonzaga khi mà thời gian của hiệp đấu này còn 3 phút 40 giây. Stretch there by the Zags, and you know what tipped it up? Not turning the ball over. It's amazing how that happens. Their defense also kind of ratcheted it up. Yes. Santa Clara now. Shot clock còn 8 giây. Đường chuyền ra vẫn đang nỗ lực luân bóng. Quả ném 3 ngay. Có 3 điểm được ghi dành cho các thủ Santa Clara. 3 điểm để ngắt được chuỗi đứng điểm bên phía đội khách. 22-32. Như vậy là tính 2 điểm thôi. Ai nhầm nhầm, tính 3 điểm chứ quên. Hyman. Một quả ném 3 nữa và 3 điểm nữa được ghi không? Không được rồi, bóng tráng ra ngoài. Nỗ lực rebound của Eliza không thành công. Bị bao vây bởi 3 cầu thủ áo đen. Cứ tưởng quả mới vào rồi nhưng nó lại lắc ra ngoài. Đột phá rất nhanh nhưng đó là thủ hay. Nỗ lực phòng ngự hay đến từ Thảo My. Kaylee getting her hand on that, saying, "Nope, you're not going to pass it wherever you want to pass it here." Vẫn còn bóng biên à không? Bóng quay trở lại với Gonzaga luôn. Nỗ lực phòng ngự của Hyman cùng với Thảo My. Maxwell. Đây là Thảo My. Đường truyền ra sẽ có bóng biển dành cho Gonzaga với 9 giây tấn công. Shot clock còn 9 giây. Maxwell, hai bên ở trong paint và đang nỗ lực xoay sở. Xử lý rất tốt nhưng vừa rồi là pha layup hơi vội đến từ Eliza. Cơ hội gỡ điểm dành cho cao thủ bên phía Santa Clara. Frawley. Tessio vẫn đang có mặt trên sân. Tessio behind the back. Rất dẻo, đường truyền ra góc không độ. Vẫn chưa ném được, đây mới là quả ném 3. Và đó là quả ném 3 không thành công nhưng có offensive rebound. Tessio vẫn là người cầm bóng. Họ còn 15 giây trên shot clock tấn công. Có screen. Phòng ngự hay và có một tình huống steal đến từ Hyman. Trước đó là một tình huống hỗ trợ của Thảo My. Eliza. Bóng được đưa vào tay của Thảo My. Vẫn là Thảo My. Crossover tiến vào paint. Layup có lỗi và hai phạt dành cho Thảo My. Phạt crossover rất dẻo. Có lẽ hai quả phạt này sẽ là lúc mà Thảo My cán mốc 1.000 điểm của mình. Quả phạt đầu tiên thành công và 1.000 điểm clear rồi. Chạm mốc 1.000 điểm đến từ Thảo My với tình huống ném phạt vừa rồi. Giá như nó được kết thúc bằng một quả N1 thì hay hơn. Hai phạt chính xác. Điểm số đến lúc này của Thảo My đó là 7 điểm. Và My rời sân nhường lại vị trí cho Vi. 1.001 thôi. 34-22. Tessio pha luồn lách khá khéo nhưng layup thì chưa thành công. Tranh chấp quyết liệt từ Thảo My và trọng tài xác định là bóng lên dành cho Gonzaga.
players like that. You know, one subs out, the other comes in. You just don't, you never take a break. Yeah, and really, you have 10 fouls. Yep. Right? Because you can't get, you get one of them in foul trouble, the other one's just going to step in. Vì là người cầm bóng lên. Yes. Eliza. Tiếp tục là Thảo Vy. Ejim phối hợp ở trong paint và hai điểm lên dành cho Eliza. Trong thời gian gần đây thì Eliza và Ejim đang khai thác paint của đối phương cực kỳ chất lượng. Còn 2 giây cuối thôi. Cướp bóng nhưng mà không kịp để ghi điểm rồi. À kịp, kịp. 8 giây. Vừa rồi là một tình huống lỗi shot clock. Một tình huống lỗi bên đồng hồ giây nên tôi tưởng là hết giờ rồi. Nhưng hóa ra là vẫn còn thời gian. Và 2 điểm nữa được ghi dành cho Ejim sau một tình huống cướp bóng. 38-22. Cái đồng hồ này lởm thật đấy. Tưởng hết giờ rồi ạ. Quả ném 3 của Tetsu không thành công. Rebound đến từ Eliza. Bây giờ thì mới là còn 17 giây này. Thảo Vy. Tiếp tục là Vy. Đưa bóng cho Maxwell. Kalisto cũng đã trở lại sân. Eliza cắt đến sút 3, 3 điểm ngay dành cho Eliza. Buzzer beater. Đối phương có buzzer beater trong hiệp 1 thì Eliza cũng đáp trả lại với một cú buzzer beater hiệp 2 với một tình huống bắt và ném cực nhanh. Quả ném 3 để gia tăng khoảng cách dành cho Gonzaga trước khi bước vào quý 3 và quý 4. Khoảng cách điểm đang là tương đối ổn dành cho các cầu thủ bên phía Gonzaga. Cụ thể là bao nhiêu thì cho xin lại các bảng tỷ số, các anh quên mất rồi. 41-22, khoảng cách là 19 điểm. Đúng là về sân nhà, đánh mọi thứ nó tươi hơn hẳn. Đây là cô Lisa. 10 mùa giải luôn. Rồi, chúng ta sẽ đợi nốt đoạn quảng cáo này rồi làm vài bản nhạc, ngồi nói chuyện tâm sự cho nó đến quý 3 quý 4 nha anh em, mọi người ơi. Thank you, coach. Thank you, AJ. 'Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on. Rồi, làm tí âm nhạc giải trí nha. Ngồi nói chuyện tâm sự với nhau tí. Đợi đến quý 3 quý 4 nha mọi người ơi. Gần đây thì lịch đánh của Gonzaga cũng đang khá là giãn nên là chúng ta cũng không gặp nhau quá nhiều, tầm tuần trận. Sắp tới thì có một trận này, à thứ ba này. Vừa mới vào quý 3 thì có một tình huống kiếm N1 của Tetsu. 41-22. À đâu, giờ phải 24 rồi chứ. Một pha thành công. Mọi người điểm danh lại số 25 đầu trận nha. À nhầm, quên, đầu hiệp nha. Để chúng ta bước vào quý 3. Tình huống bắt bóng chưa tốt từ Ejim. Khoảng cách bây giờ đang là 16 điểm. 41-25. Quay lại với trận đấu nào. Tetsu. Frawley ném 3 điểm ngay. 6 điểm liên tiếp được ghi dành cho Santa Clara. Một khởi đầu rất tốt dành cho đội khách trong hiệp đấu thứ 3 này. Để kéo khoảng cách đến bây giờ chỉ còn lại con số 13 thôi. Maxwell. Và tiếp tục là một cú turnover đến từ Gonzaga. Tiếng sân hơi bé. Cái này là tôi không chỉnh được. Tiếng sân nó chỉ đến thế là mắc thôi. Đột phá vào trong. Lay up không có điểm được ghi. Rebound dành cho Gonzaga. Tiếng sân hôm nay đúng hơi bé thật, nhưng mà tôi không chỉnh được.
Ejim. Tiếp tục là Ejim, đường truyền hay và chắc chắn là hai điểm được ghi dành cho Eliza. Với một pha backdoor cực kỳ ấn tượng khi Ejim đã kéo ba cầu thủ đối phương theo kèm rồi. 43-28, điểm số đầu tiên được ghi cho Gonzaga trong hiệp đấu thứ ba này. Frawley. Tess Hill đối mặt với Thảo My. Đường truyền xuống đáy. Lại phải kích ra. Hiraki. Hiraki và Thảo Vy. Vẫn là Hiraki. Spin move. Nhưng cú ném rổ thì không thành công trước áp lực phòng ngự đến từ Thảo Vy. Vy là người đang cầm bóng lên. Đường truyền cho Maxwell. Vẫn là Thảo Vy. Maxwell cut and shoot 3. 3 điểm tính dành cho Maxwell. Những pha cắt đại sút của Maxwell vẫn là một thứ gì đó nó quá nguy hiểm. 46-28. Đường truyền ra ngoài, Frawley chống trải và lại là cú ném 3. Lần này thì không thành công. Rebound dành cho các thủ Santa Clara. Khoảng cách vẫn là 18 điểm. Đột vào trong. Luồn lách rất khéo và lại kiếm về N1. À không, trọng tài xác định là traveling. Một tình huống mắc lỗi chạy bước đến từ cầu thủ bên phía Santa Clara, đó là Tess Hill. And you know what? That is one of the toughest shots. You know, deep corner threes are tough. 46-28. Bóng trở lại với Gonzaga. Ejim. Thảo Vy. Có khoảng trống, quả ném 3 ngay. Không được, đó là cú ném 3 nó hơi lệch đến từ Thảo Mì. Tiếp tục đột phá từ Tessil. Lấy áp khó và lần này thì đúng là N1 rồi. Lần này thì là N1 dành cho Tessil. 2 điểm và 1 quả phạt nữa. Tessil vẫn đang đánh cực kỳ hay. Thủ mang số 34 bên phía Santa Clara. Quả ném pha thành công. Và khoảng cách lại được kéo về 15 thôi. Thảo My. Ejim ở trong paint. Rất đơn giản để có 2 điểm với một tình huống đánh thể lực của Ejim. 48-31. Khoảng cách điểm vẫn đang là ổn. Vẫn là Tess Hill cầm bóng. Phòng ngự rất rát. Và đó lần này lại là traveling. Tiếp tục là một lỗi chạy bước của Tess Hill. Sau một tình huống mà cô ngã ra. Thảo Vy. Tiếp tục đưa bóng vào tay của Ejim. Đường truyền cho Maxwell. Eliza. Không có lỗi tấn công và 2 điểm tính dành cho Eliza. Một pha contact mạnh mẽ. Đến lúc này thì Eliza đã có cho mình điểm số thứ 11. Maxwell thì có 6 điểm thì phải. Và lay up tiếp tục airball và lại là Frawley. Người trong hiệp 1 cũng có một tiếng tương tự. Thảo My behind the back, chuyền bóng cho Maxwell. Tiến vào paint, lay up. Không có điểm được ghi nhưng rebound cho Eliza. N1. Lần này là N1 dành cho Eliza Hollingswood. Offensive rebound. Sau đó là lay up kiếm về điểm số và một quả ném phạt nữa dành cho Gonzaga. Rất mạnh mẽ. Như mình đã nói trong thời gian gần đây thì khả năng đánh trong paint của Eliza được đánh giá rất cao. Đặc biệt là những pha offensive rebound. Cơ hội để hoàn tất cú 3-point play. Cú ném phạt thành công và 3 điểm tính cho tiếng vừa rồi dành cho Eliza. Khoảng cách là 22 điểm rồi. 6 phút cuối của quý 3. Tessil, pump fake, chưa ném. Đường truyền ra. Đây là số 2 mấy đấy, số 23.
desperately needs a bucket right now. Gonzaga on a 7-0 run. Số 23 là Hawkins. Tiếp tục là Tessio, một pha cướp bóng của Maxwell rất nhanh. Một steal luôn dành cho Maxwell, đường truyền lại, chống trải, bump fake tiến vào trong, pull up. Không có hai điểm được ghi nhưng có offensive rebound cho Kalistok. Thảo Vy ném 3 ngay. Không có 3 điểm nhưng lại là offensive rebound từ Eliza. Maxwell ném 3 lại, vẫn trượt. Nhưng lần này thì lại có rebound. 3 offensive rebound liên tiếp đến từ Gonzaga và 2 điểm được ghi dành cho Kalistok. Một bước tiệc rebound dành cho Gonzaga. 3 offensive rebound luôn. Nhưng đây là tình huống ghi điểm tốt đến từ cầu thủ Santa Clara. Năm mươi lăm 33. Hyman. Hyman bị phạm lỗi. Thông số ghi được là Santa Clara hạn chế những đội bóng đối thủ của họ ở mức 55,1 điểm mỗi trận. Nhưng đến giữa quý 3, Gonzaga đã đáp 55 điểm vào rổ của Santa Clara rồi. Nói chung là đánh với luôn. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống có liên tiếp 3 off rebound này đến từ Gonzaga. Eliza, Kalistok là những người hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong pin. Stokes was just in the right spot at the right time, but man, all five Gonzaga players pursuing the basketball on that play, getting rebound after rebound, and Stokes was just in the right spot. Schaefer thought maybe she was passing to a teammate, but Stokes was able to knock down the 2 points. Well, 55-33. Little sponsor read malfunction there. Rồi, nó sẽ quay lại với hiệp thi đấu thứ ba này, sau timeout. Eliza banh shot, rất cảm giác đến từ Eliza. Eliza hôm nay đang có một trận đấu rất hay. Đến lúc này thì đã có 18 điểm rồi. Tess Hill, khoảng cách được kéo lên thành 24. Emma Schaffer, đã có lỗi đến từ Thảo Vy. Một tình huống quay đi rất cụ thể đến từ Thảo Vy. Phạm lỗi của đối phương xong quay ngoắt đi luôn ạ. Sau khi phạm lỗi thì chỉ cần một nụ cười tươi là đủ. Năm mươi bảy 33. Tessio đột vào trong, cướp bóng rất hay, một pha steal đến từ Thảo Vy, cực kỳ tốc độ, lay up tay trái có điểm dành cho Vy. Sau một tình huống cute đáng yêu thì chuyển qua hệ nghiêm túc luôn. Cướp bóng và có một pha lay up cực kỳ nhanh. Cú ném tráng ra ngoài. Kalistok, Thảo Vy chưa ném. Tiếp tục là Vy đưa lại cho Kalistok. Đây là Bree. Có khoảng trống, Kalistok ném 3. Thành công. 3 điểm được ghi dành cho Kalistok. Còn phía ngoài thì chúng ta thấy là dàn bench của Gonzaga ăn mừng nhiệt thế nào. 29 điểm thôi. 29 điểm cách biệt rồi. Khó. Đánh tôi cứ tưởng là New Orleans Pelicans với cả Golden State Warrior. Có 2 quả phạt dành cho cao thủ bên phía Santa Clara. Everybody rebounding. And rebounds are hustle plays, right? Look at Stokes knocking it down for the Zags beyond the arc. Kalistok hôm nay cũng có đến 7 điểm rồi. Hai quả phạt dành cho Santa Clara. Người được bước lên vạch phạt là cầu thủ mang số 5, Olivia Pollard. Phạt 2 thì trượt, rebound đến từ Bree. Vy cầm bóng lên, đường truyền behind the back dành cho Bree. Pha lay up chưa thành công.
3 phút cuối của hiệp thi đấu này và cướp bóng từ Hyben. Brisalabian bị hai giờ bách rất dẻo đường truyền cho Calistok vẫn đang hơi khó xử lý, bị double team và một pha xử lý cực kỳ khôn ngoan để đem về bóng biển. And back to what you said earlier, a little basketball IQ there by Stokes, right? You know, một pha ném bóng vào chân đối phương để kiếm về bóng biên dành cho Gonzaga. Pha xử lý đầy khôn ngoan đến từ Cali Stokes trong một tình huống mà số 10 của Gonzaga đã thất thế. Santa Clara trong vai của The State Warrior. And you know, there aren't many players in the players teams in the entire country that will go. Hyben mid-range, không có điểm được ghi và lại là offensive rebound từ Calistok. Lần này thì Hyben bank shot nhưng bóng lại tráng ra ngoài. Hơi đáng tiếc. Calistok cùng với Eliza đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ có những pha off rebound ngày hôm nay. Thì hôm ném 3 điểm, không thành công. Trọng tài không biết cất còi thế nào nhưng mà là bóng lên cho Gonzaga. Ezelito vào sân. Thảo My cũng vậy. Hôm nay thì My và Vi khá ít thời gian có mặt trên sân cùng nhau. Ejim. Vẫn là Ejim đột vào pin. Đường truyền dành cho Ezelito. Một pha lay up không thành công đến từ Ezelito. Hơi đáng tiếc. Tay nó hơi nhiều lực. Và đội bạn cũng vậy. Ừ. Trọng tài thổi lỗi tấn công. Lỗi tấn công hơi lạ đến từ Gonzaga. Không rõ là lỗi ở đâu. Ejim cũng không hiểu tại sao mình bị bắt lỗi. 62-34. Phá thủ hay đến từ Ezelito, có một tiếng steal. Thảo My đưa bóng lại cho Ejim. Cam này giật thế nhỉ. Brisalabian chống trải, cắt đen số 3 từ Thảo My, thành công. 3 điểm tính dành cho Thảo My. Quả ném 3 thành công thứ hai. Và thêm một cú cắt đen sút nữa. Điểm số thứ 10 rồi. Sau khi vượt qua được cột mốc 1.000 điểm thì có vẻ là Thảo My đang tìm được tay ném của mình. Xoay sở hay và lay up ghi 2 điểm. Vừa rồi là Hawkins. 65-36. Vẫn là 29 điểm cách biệt. Giải này sánh xong có đánh Mass Madness có nhá. Tiếp tục là My. Truyền cho Ezelito. 10 giây nữa shot clock. Hỗ trợ từ Ejim. Vẫn chưa có khoảng trống. Vẫn là My. My đột phá. My 2 giờ back. Ừ, rơi bóng mất rồi. Một tiếng hơi cuống của My. 30 giây cuối. Và quyết định đánh hết shot clock. Đến từ Madison Arrow. Frawley được truyền xuống góc không độ, quả ném 3 điểm. Ebon và rebound từ Ezelito, vẫn còn đủ thời gian cho một pha tấn công. Thảo My quyết định chậm lại. B2 giờ back, crossover rất khéo, được truyền vào trong và Ejim kiếm về 2 điểm. And one. Những giây cuối và Gonzaga vẫn biết cách đẩy cái cao trào của trận đấu này lên. Và một tình huống nhảy cực kỳ đáng yêu và rất nghịch đến từ Thảo My bên ngoài dàn bench cùng với Hyben. Nghịch thực sự. Zags not satisfied. Running the floor to beat the horn. You know, and that's the problem, right? You get into these games up by 30. Ném pha thành công và 3 point play. 3 giây. Thêm một steal nữa. Maxwell có thêm một cú steal trước khi khép lại hiệp 3 và khoảng cách bây giờ là 32 điểm. 32 điểm cách biệt dành cho Gonzaga.
Vì thì vẫn chưa nhảy xong. Hết giờ đấy. Smiles of the game are brought to you by Delta Dental. We're on a mission to help make Washington State 100% cavity free. To learn more, visit cavityfreewa.com to see how we are making a difference in our community. Brought to you by Delta Dental of Washington, proud supporters of Healthy Smiles and your Gonzaga Bulldogs. And that piece started with Eliza Hollingsworth smiling. And she better be 18 points, 8 of 9 from the floor, 6 rebounds. She's my player of the game. Yes. And her mom's in the stands. And her mom is here, that's right. Rồi, chúng ta cùng trở lại với hiệp thi đấu cuối cùng của trận đấu này. Khoảng cách điểm bây giờ là cực kỳ xa rồi, 32 điểm. Destiny Burton, number one on the floor for Gonzaga. Our first look at Destiny, the 10th player to see action. Ôm bom mà có hai quả phạt. We'll go back to the line to shoot a couple of free throws. Destiny Burton được tung vào sân bên phía Gonzaga. You don't. And I said I don't know when, a year or two ago, Yvonne Ejim is what's going to take this program to the next level. Hai quả ném phạt dành cho Ejim. Một pha thành công. Hôm nay Ejim cũng đang có 16 điểm rồi. Dẫn đầu số điểm bên phía Gonzaga vẫn là Ejim và Eliza. Với lần lượt 17 và 18 điểm. Like she could get to the elbow and hit a jumper. She could 73-6. But she's got the power and the brawn to get it done too. Yes, yes. She truly is, you know, she's that humble, Frawley, hungry player who's going to get in there and get after it. But she's also going to be a good teammate in the process and share the basketball. Totally, and she's all about winning. Còn 7 giây. Phòng ngự đang rất căng từ Gonzaga. Đường truyền ra và một tiếng steal từ Ejim. Đây là lần thứ hai mà Ejim có những tình huống steal bóng và ghi điểm như vừa rồi ở trận đấu này. 4 điểm liên tiếp dành cho Ejim Ivone. Bảy mươi hai ba sáu, gấp đôi số điểm luôn rồi. Đường truyền ra, quả ném 3 điểm không thành công. Rebound dành cho Ejim. Maybe Yvonne Egypt's our player of the game. I don't with those assists. Thảo My. Yeah. Four rebounds, four assists. Tiếp tục là My đột phá vào trong. Lay up and one. And one dành cho Thảo My. Chance for three. Quá mạnh mẽ. What do you do? Chủ động cầm bóng tiến vào paint và có một tình huống lay up khó khiến đối phương phạm lỗi và bây giờ là cơ hội có một cú 3-point play. Điểm số thứ 13. À đâu, 12. Chết rồi, spoil mất một điểm rồi. Đây mới là điểm số thứ 13. 3-point play dành cho Thảo My. Yes. It would eat me up every night. 75-36 rồi. What is it? What adjustments? Yeah. How do we deal with this? This is now the greatest domination in the history of the West Coast. Frawley ném 3, thành công. 3 điểm được ghi dành cho Frawley. 39-75. Maxwell. Destiny Burton. Được truyền cho Thảo My. Ui. Được truyền hơi khó của Thảo My. Khi Thảo My ném bóng vào chân của Eliza. Hơi khó xử lý. They know they've been playing together for a long time, and they're finally hitting their prime. Yeah. And really, to put a cap on all of this, you played for Kelly Graves. The program was in amazing condition during his tenure. Yes. And you're thinking, không biết đội bạn có lên được 55 không? Đường truyền ra góc không độ, vẫn chưa ném được, tiến vào trong. Pha xử lý khá tốt nhưng mà không có điểm được ghi. Off rebound có mà pha xử lý tốt để đem về bóng biên. Who knows, maybe a Caitlin Clark eventually ends up in red, white, blue playing at the McCarthy Athletic Center because of this. Yeah, absolutely. If I'm a Caitlin Clark, Thảo My đã quay trở lại sân rồi. My là người ra nghỉ. Oh yeah, I would want to go there play. Có screen nhưng đó là lỗi chạy bước. Gonzaga vào playoff thì bình luận chung á, tôi với bác Perry bình luận chung là thành chửi nhau ấy, thành cãi nhau ấy. Chung là làm bóng rổ mà bình luận chung khó lắm.
làm rổ bình luận chung nó sẽ tương đối là dễ dẫm vào mồm nhau. Quả ném 3 ngay của Maxwell. Thôi hết rồi. Trận này có lẽ đến đây thôi. Quả ném 3 để đóng hòm trận đấu này đến từ Maxwell. Quả ném 3 thành công thứ 3. Và điểm số thứ 9 của Maxwell. Thì ông ném mid-range trượt thôi. Thảo Vy được truyền rất nhanh và 2 điểm lên dành cho Hybern. Một kiến tạo nữa dành cho Thảo Vy. Theo một vài thông tin nghe đồn thì Thảo Vy có idol đó là CP3, Chris Paul. Cầu thủ đang thuộc biên chế của Warrior, ngày trước đánh cho Phoenix Suns, OKC và Houston Rockets bên NBA. Cùng chờ xem vào đội bạn có ghi được 55 điểm không. Tình hình là khó đấy. Còn tận 16 điểm nữa cơ và một cú steal nữa đến từ Thảo Vy. Maxwell một quả ném 3 nữa và back to back 3. Back to back 3 của Maxwell. Nã cháy rổ đội nhà luôn, à nhầm đội bạn luôn. 83-39. Trượt rồi. Có rebound và có lỗi, hai phạt dành cho Santa Clara. Maxwell hôm nay ném khá là ít, không nhiều như mọi khi. Mới có 12 điểm thôi nhưng đều là 4 tình huống ném 3 điểm. Maxwell, Thảo Vy và Eliza đều ra nghỉ rồi. Chắc sẽ là thời gian cho các cầu thủ dự bị nhiều hơn. Khi mà khoảng cách bây giờ là 44 điểm ạ. Khoảng cách là 44 điểm. Bẵng đi một cái không đếm thì tự dưng nó lại nhảy lên thành 44 rồi. Hóa ra là lùa gà hiệp 1 thôi. Hiệp 1 dẫn 1 điểm lùa gà tí. 3 hiệp sau thôi. Cho vào chuồng luôn. 6 phút cuối. Hybern. Cali Stokes. Đây là Bree Salabian. Ezelito luân bóng khá tốt nhưng mà chưa tìm được khoảng trống dứt điểm. Calistoke ném 3 điểm không thành công. Anh Tâm Trần chỉ có ngày xưa thôi. Anh Tâm Trần từ sau 2019 thì khác xưa lắm rồi. Đội bạn hãy cùng chờ xem là có lên được 15 điểm không. Nghe có vẻ khó đấy. Thủ như thế cơ mà. Một block dành cho Calistoke thì phải. Khoảng cách đang là 43 điểm. Một tình huống ném mid-range. Không có 2 điểm được ghi. Có rebound. Tranh bóng rất quyết liệt và trọng tài xác định là Jumbo bóng luân phiên. Bóng xuống. Còn em mid-range từ đội bạn và có 2 điểm được ghi. Đội bạn thay dàn Ben mà rồi nên tôi cũng không biết tên. 4-2-8-3. Hybern. Charlie Stokes. Đưa bóng cho Bree. Chống trải tiến vào trong từ Calistoke. Pull up mid-range, 2 điểm tính dành cho Calistoke. Hôm nay Calistoke cũng đánh rất tốt. Điểm số vừa rồi là điểm số thứ 9 rồi. Yes. 85-42. Quả ném 3 ngay. Quỹ đạo khá đẹp nhưng không có 3 điểm. Rebound từ Ezelito. Ezelito cũng đang đóng góp khá nhiều mà trận rebound. Một tình huống chuyền bóng của Bree ra ngoài dành cho Thảo Vy. Tham ao luôn. Vy ra ngoài rồi nhưng mà đồng đội vẫn nhớ. Schedule's a little bit different down.
and now she's with the Zags. She won't be playing this year, but head coach Lisa Fortier says she's a very, very excited about what she's eventually going to bring to the table. Says there's not a lot she can't do. She has a great motor. And her sister Charlotte was someone that Lisa actually tried to recruit back. Clay O'Connor cũng được tung vào sân rồi. Cùng với đó là Destiny Burton. Lại giống em hơn à, đúng không? Cũng tùy cảm quan thôi. Rất tiếc là UG người Canada, không ý là mặt giống thôi, nhưng còn quốc tịch thì nó khác nhau. Canada với Mẹo thì nó gần nhau mà. Bốn phút cuối, bốn phút này chắc là thủ tục thôi, thắng thua thì cũng an bài thôi. Vì hôm nay được 7 điểm nhé. Còn ném 3 điểm thành công đến từ các đội Santa Clara. Nào, hoàn thành KPI 25 điểm nào. 45-85, cách 40 điểm. Clay O'Connor. Destiny Burton. Đường truyền quá mạnh của Destiny Burton. Santa Clara will continue to fine tune and do well. I would not be surprised if the WCC conference shakes out and it's Gonzaga number 1 and Santa Clara number 2. Yeah, the lot. Hôm nay field goal tổng của Gonzaga là cực kỳ cao. 33-52, 63.5%. Còn hiệu suất ném 3 là 47.6%, quả ném 3 điểm trắng rổ ra ngoài. Nhưng sẽ còn bóng xuống dành cho Santa Clara. Mi có 13 điểm. 13 điểm, 1 steal. 3 kiến tạo, còn với Vi là 7 điểm, 3 steal, 4 kiến tạo, 2 rebound. Tiếp tục là bóng biển dành cho Santa Clara. Một phá vào trong, side step mid range, 2 điểm nữa được ghi dành cho Santa Clara. Calisto. Destiny Burton. Đưa bóng cho Angelito. Clyde O'Connor. Còn 8 giây nữa shot clock. Vẫn đang liên tục luân bóng. Hybern tiến vào trong. Còn 2 giây. Cần phải nhanh hơn. Và vẫn kịp ghi 2 điểm của Hybern. Vẫn kịp có 2 điểm của Hybern trong tình huống xử lý vừa rồi. 87-44. Có khoảng trống, chưa ném 3. Tiến vào trong, được truyền ra. Góc không độ, chống trải, ném 3 điểm. Vẫn trượt. Rebound dành cho Santa Clara. Hiếu tiến vào trong paint và ghi 2 điểm dành cho cao thủ đội khách. 46-87. Hello anh Tú nha. Vậy là dùng nốt một timeout trong khoảng 2 phút cuối. Moscow to take on the Idaho Vandals in a Big Sky doubleheader. Coverage starts at 1, women's game followed at 4, and then the men. It's the Eagles and the Vandals live this Saturday, only on SWX, your home for local sports. Well, we've been entertained. Certainly, I shouldn't speak for anybody else. I've been entertained tonight. This Zag team, like it's... I think it, like they play basketball the way the game is meant to be played. All this movement, screens. Đây là những hình ảnh từ trên khán đài của Gonzaga. Rồi 2 phút cuối nào. Khả năng cao hôm nay Santa Clara họ không ghi được 55 điểm rồi. Hybern. Clyde O'Connor. Hybern. Hybern ném mid range. Ném không tốt của Hybern. Bóng trở lại với Santa Clara trong 1 phút 45 giây. Một phá vào trong, được truyền ra góc không độ nhưng mà truyền ra dàn Ben rồi. Rất khó, và turnover đến từ Santa Clara.
Hybens is like active. Arms are out, almost like she's defending a guard. They have her listed at 6'3". She's one of those players that actually appears to be long. Bree. Yeah. Đưa bóng cho Claire O'Connor. Pull up mid range hơi thiếu lực. Cố gắng chạm mốc 90 điểm cho đẹp nào. Khoảng cách đang là 41 điểm. Đường chuyền ra ngoài. Chưa có cú ném đột phá vào trong. Một block dành cho Bree. 8 giây. Quả ném 3 từ logo. Ai chà, nhưng mà không vào. Hôm nay thậm chí là 50 điểm còn khó, chưa nói đến 55 điểm. Hóa ra là hạn chế số điểm ghi được của chính đội mình, nhưng không phải là đội bạn đến từ Santa Clara. Mình ghi được có 46 điểm thôi. 50 giây cuối. Claire O'Connor đưa bóng cho Destiny Barton. Brisa Labian. Hybern. Angelito vẫn đang tiếp tục luân bóng. Quả ném 3 không thành công của Claire. Không được rồi. Nỗ lực rebound là của Destiny Burton. 20 giây cuối. You gotta love how they're still fighting for the rebound though. 12 giây. Ném nốt đi nào. Quả ném 3 điểm bị block. Quả ném 3 cuối trận mà Gonzaga cũng không cho đối phương thực hiện. Pha block khá phũ phàng của Risa Labian. Một tiếng vụt ngang mặt luôn ạ. 2,6 giây cuối. Rồi bạn thực hiện nốt một tiếng tấn công. Và đó là tình huống layup Ebon. Khép lại trận đấu giữa Gonzaga và Santa Clara Broncos. Kết quả đó là chiến thắng cực kỳ nhẹ nhàng 87-46 dành cho các cầu thủ bên phía Gonzaga, khoảng cách là 41 điểm. Tụi bạn không có nổi 55 điểm luôn. Một trận đấu mà tiếp tục là starter bên phía Gonzaga đánh rất tốt, 19 điểm của Ejim. Eliza 18 điểm 7 rebound. Maxwell 12 điểm với 4 quả 3. Hôm nay thì Thảo Vy có 7 điểm, 4 kiến tạo và 3 steal. Và đặc biệt Thảo My hôm nay đã đạt cột mốc 1.000 điểm của mình với 13 điểm ghi được, 3 kiến tạo, 1 steal, cùng với đó là 2 quả ném 3 thành công. Linh xem lại thì sẽ cố gắng nhanh nhất có thể nha. Chắc là trong tầm khoảng 1 tiếng nữa. Như vậy là trận đấu đã khép lại ở đây. Rất cảm ơn mọi người theo dõi cùng mình trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trận đấu tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Gonzaga's got 5 players in double figures. Santa Clara's got 3. So you know Gonzaga's a better offensive team. But Santa Clara holds their opponents to 50.